Hôm nay anh em mình sẽ câu chỗ này các bạn ơi. Hôm nay mình đi với anh Phong câu cá miền quê fishing. Cái điểm câu này thì cũng lâu lắm rồi anh em mình quay trở lại. Ở đây thì có rất nhiều loại cá nha các bạn, cá chê, cá chép, rô phi, mè dinh, cá trôi đầy đủ. Mà chủ yếu là cá chê nha các bạn. Một tí nữa anh em mình sẽ xuống dọn cái lỗ này, tối nay anh em mình sẽ quyết định là câu ở đây. Nay chắc câu đêm á, câu Rồi tối về nha. anh Phong đang ở trên kia các bạn. Anh Phong đang dọn cái đường đi xuống rồi, tí Chào tôi xíu. nha. Nay chắc câu nay giờ giờ khoảng 5 giờ rồi, chắc câu khoảng 9 10 giờ rồi, anh em mình về thôi. Anh em mình sẽ câu đêm ở đây nha các bạn. Rồi anh em mình bây giờ chuẩn bị ra đồ rồi dọn dẹp bãi. Rồi mời các bạn theo dõi anh em mình nha. Sau một hồi dọn dẹp thì mình cũng dọn được cái bãi để anh em mình câu nè các bạn. Đó, tương đối là sạch sẽ rồi. Thì các bạn biết không, cũng lâu rồi anh em mình mới quay lại cái điểm câu này. Thì nay là vào mùa nắng, nước nó cũng hơi cạn đó các bạn. Nhưng mà đặc biệt ở đây rất là nhiều cá chê. Hôm nay anh em mình câu cái mồi dế, đặc biệt là săn cá chê. Bây giờ cũng sụp chiều rồi, anh em mình chuẩn bị ra đồ. Dễ chưa? Có dễ ở đây nha. Cá kìa ra cho ta thấy nha. Có Tùng anh em ơi. Đâu quá. Ăn rồi chép rồi nhờ tôi. Rồi chép. Tôi muốn cả hai mồi luôn. À, ngay luôn. Ở trên. Rồi chép luôn. Đi vào. Đẹp quá. Không quen ta. Đưa ra đây. Chỉ vô góc máy luôn. Đây kìa đó, đây kìa đó. Đã các bạn ơi. Cá chê nè. Suối nước cạn vậy mà cá chê cái này là hấp dẫn lắm này. Rất là cảm giác nha. Anh ơi, lại lên hàng các bạn ơi. Giận quá. Không có chơi cảm giác lắm các bạn ơi. Các cái đồng mà về ăn ngon phải biết. Sử dụng nhiều bên cho nên là khi nó ăn mẹ em nghĩ là không phải con cái chê rồi, nó rút hai cái đứng. Thấy luôn. Ấy. Quên đang làm gì. Cái đầu đồng nha các bạn. Buổi tối có cái đầu đồng ăn nữa, ăn mồi chép. Cho nên là nó thiết kế cho mình một cái cổng sạc đi ra, sạc từ cái pin của mình bò đi lên. Rồi chiều. Ui da. Em đưa vô nó cái vậy. Ê, nhiều quá nữa. Ui da. Các bạn thấy lọc, bạn lọc lên cá các bạn. Ờ đó, nó nắm nhợ luôn đi em.
giờ không trời giờ kìa biết sao hả, giờ không trời giờ kìa biết sao được, lâu nó mới mệt nó mới ướt kì á. Ủa em trời cũng mùa tháng năm vậy hả, mùa cá kìa, giờ nó mới đứt dây giờ biết sao. Trời ơi, nó lại ráp giật kia đi. Hơi khó khăn các bạn ơi. Tại nãy anh em nghĩ là chắc cũng không có đồ to cho nên là cũng không có xài giật ở đây. Không ngờ hôm nay trúng quá. Mày hay cá như vậy. Chạy tiếp. Đây này các bạn ơi, muốn bắt được không? Đây gọi là sao? Chưa chắc đâu nha. Ừ, chưa chắc đâu nha. Em cắt cắt giùm đi. Đợi lâu lắm rồi. Được rồi bạn ơi. Đã không bạn? Ồ, nó mê ghê không? Cảm giác đã lắm các bạn ơi. Hôm nào có dịp mà đi chung á, các bạn mới thấy cảm giác cực kỳ đã. Có suối này cái mùa nước lớn nha các bạn. Cá rất là phong phú đa dạng. Cá trôi, cá chép, chép thường, chép nhật, chép lai đầy đủ. Cá chê, rô phi, mè dinh, không thiếu cái gì hết. Nước hiện tại này mình đang đánh như bạn thấy đó. Chắc được có cái chỗ này là theo như hồi chiều anh em mình dọn bãi ở dưới á, là cái chỗ này điểm này là sâu nhất, là khoảng được chừng 40 nước à. Cảm giác đã lắm các bạn ơi. Sao nói cho hết. Cảm giác thấy cá tức tối liên tục. Cá lớn quá mà. Mùa này chủ yếu đến chính lại là chủ yếu câu kê. Chỉ cá chê bạn. Câu mùa dế kiếm cá chê thôi chứ còn mấy cái loại cá khác thì nước. Rồi đây là thành quả của mình đêm nay các bạn ơi. Nhìn chê sao bạn? Đã quá đúng không? Cá đều ha. Còn đây là của anh Phong. Đó, anh em cũng đánh được ngang ngang nhau bạn. Đó, bạn thấy không? Cá cũng đều nhau hết. Thôi bây giờ trễ rồi, anh em mình dọn về nha các bạn ơi. Thì nếu bạn thấy thích video này thì xin cho mình một like nha. Còn các bạn hãy đăng ký để mình có thể gửi đến những video tiếp theo cho các bạn nha. Rồi, thôi anh em mình chào các bạn nha.